qua cái tàu này nè. Thì khi mà vừa tính lên kế hoạch để mà hỗ trợ Bắc Giang nên thì bùng một cái là cái hội thánh Phục Hưng ở Gò Vấp. Mà từ xưa giờ tôi đi giúp rất là nhiều tỉnh thành rồi, cho nên tôi cũng ở lại Sài Gòn để mà tôi làm cái gì đó cho đúng tròn trách nhiệm người con của Sài Gòn. Lúc đó tôi mới là nghĩ nảy sinh ra ý tưởng là mua máng. Mình đi phun những nơi nào mình cứ liên hệ được chính quyền là mình phun. Phun để mình phòng vệ từ xa, để giúp cho bà con có được cái không gian có mà cũng như là cái không khí ngay chỗ đó nó được sạch, được an toàn. Thì có ở Bộ Y tế người ta chứng nhận về thuốc đảm bảo về cái mức độ an toàn, hiệu quả cái thuốc, cái hàm lượng trong đó nó xịt đó là nó kháng về cái con virus corona này nó là bao nhiêu, nó hiệu quả ra sao. Rồi cái công thức mà pha thì trong đó người ta cũng có hướng dẫn. Và cái bên ở chỗ mà chuyên về mà phun kháng khuẩn người ta xuống người ta hướng dẫn mình luôn, người ta tập huấn cho mình luôn. Tất cả những cái kinh phí mà của chúng tôi bỏ ra là toàn là tiền túi của tôi. Từ khi mà đi hỗ trợ về cái vấn đề mà khẩu trang dọc biên giới cho tới bây giờ, riêng cái tiền hỗ trợ trang thiết bị y tế khẩu trang đồ là hơn 500 triệu rồi. Còn riêng về cái chương trình mà phun kháng khuẩn này á, tính tới thời điểm này là gần 300 triệu rồi. Thì mỗi một ngày chúng tôi đi rất là nhiều điểm là thay cái này liên tục, trang bị tới thay liên tục. Rất là lo, nhưng mà mọi cái lo đó là mình nghĩ tới sức khỏe của người dân, mình nghĩ tới những cái tuyến đầu y bác sĩ họ cống hiến 24/24. Thì mình lấy cái đó làm động lực cho mình để mà mình mạnh mẽ lên, để mà mình tiếp sức cái việc này. Và mình cũng luôn thôi thúc, thổi lửa cho mấy anh em hãy gắng cố gắng, chúng ta kề ra sát cánh để giúp ích được gì cho xã hội chúng ta giúp.